Thái Bình, 5 ca dương tính lần 1 với SARS-CoV-2. Sáng nay, ngày 6 tháng 5, Sở Y tế Thái Bình cho biết tỉnh này ghi nhận 5 trường hợp cho kết quả xét nghiệm dương tính lần 1 với SARS-CoV-2. Tất cả các trường hợp này đều liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Vào lúc 0 giờ 40 phút sáng ngày 6 tháng 5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Thái Bình có báo cáo gửi Bộ Y tế, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình và các cơ quan về các bệnh dương tính với SARS-CoV-2 vừa ghi nhận tại huyện Kiến Sương. CDC Thái Bình đã điều tra truy vết khẩn cấp các trường hợp bệnh nhân COVID-19 điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cơ sở Đông Anh là công dân tỉnh Thái Bình. Căn cứ kết quả xét nghiệm vào hồi 1 giờ 3 phút cùng ngày, xác định tại xã Bình Minh, huyện Kiến Sương có một ca dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân là NTA, giới tính nam, sinh năm 1987, trú tại thôn Hưng Đạo, xã Bình Minh. Ngày 21 tháng 4, bệnh nhân lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 chăm sóc bố đẻ, nằm điều trị tại phòng 501, tầng 5, khoa nhiễm khuẩn. Trưa ngày 4 tháng 5, bệnh nhân ra bến xe Giáp Bát, đi xe khách về thị trấn Kiến Sương lúc 13h30 phút, trên xe có khoảng 14 người. Sau đó đi xe ôm về nhà. Tại gia đình, bệnh nhân tiếp xúc gần với 5 người, gồm mẹ, vợ, hai con và một cháu. Sáng ngày 5 tháng 5, bệnh nhân lên Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Bình để làm chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Đến trưa cùng ngày, nhận thông tin từ người nhà tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 có bệnh nhân cùng phòng dương tính với COVID-19, bệnh nhân đã ra trạm y tế xã Bình Minh khai báo.